Nhìn lại những đại án đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hơn 10 năm. 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xem là vị tướng vĩ đại có vai trò đặc biệt trong cuộc chiến chống giặc nội xâm của nước nhà. Hơn ai hết, Bác Trọng đã nhìn ra mối nguy của đại dịch tham nhũng. Trong bộ máy cai quản đất nước, bằng tất cả dũng khí và sự tính toán chu đáo, bằng những bước đi cẩn trọng chắc chắn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vươn cao ngọn cờ tiên phong đúng lúc, đúng chỗ, được người người ủng hộ tuyệt đối, vạch trần nhiều vụ bê bối, tham nhũng chấn động trong cuộc đấu tranh đầy cam go này, kiên quyết tiêu diệt nạn tham nhũng đang hoành hành trong bộ máy lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, cả đương chức và nghỉ hưu, cả cán bộ cao cấp, cả trong những lĩnh vực công tác mà lâu nay được cho là nhạy cảm, cả trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt cán bộ cao cấp đã bị xử lý kỷ luật. Và đó là những vụ bê bối nào? Những lươn, trạch và những ông vua con đã hầu tòa là ai? Hãy cùng D2T nhìn lại công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hơn 10 năm qua nhé! Có thể nói, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, một trong những điều cố Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng day dứt, trăn trở và quyết tâm làm bằng được đó là chỉnh đốn Đảng. Mà cụ thể là phòng chống tham nhũng, suy thoái biến chất của đảng viên nhằm lấy lại niềm tin của nhân dân. Khi là người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư đã từng bước đưa công cuộc phòng chống tham nhũng trở thành phong trào với câu nói nổi tiếng: "Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy." Thành thật, thời điểm sức khỏe của ông không được tốt, dư luận đều thoáng một chút lo âu, không biết công cuộc chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng có vì thế mà nhẹ đi. Thế nhưng lo âu ấy sớm biến mất khi thấy được công cuộc đốt lò không những nhẹ đi mà ngày càng mãnh liệt. Lò mỗi lúc một nóng hơn và không ngừng nghỉ, bởi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn thực hiện một cách kiên trì, bền bỉ, liên tục, có lộ trình, nghiêm khắc và nhân văn, sai đến đâu, xử lý đến đấy. Dù sẽ có những người thích hay không thích cụm từ người đốt lò vĩ đại mà một số cơ quan báo chí đã dùng để nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vai trò là người dương cao ngọn cờ phòng chống tham nhũng khiến hàng trăm cán bộ cao cấp từ trung ương đến các bộ ngành, địa phương phải bị kỷ luật, bị cách chức, thậm chí là cho vào tù vì thái hóa biến chất, tham mô, tham nhũng, sống xa hoa, phè phỡn trong khi người dân phải vật lộn với dịch bệnh. Dù có nhiều người lúc đầu vẫn hoài nghi về tính khả thi của cuộc đấu tranh cam go này, nhưng rõ ràng, lò thiêu tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhóm lên chừng ấy năm vẫn quyết liệt, cùng với sự chung tay của nhân dân đã có câu trả lời thỏa đáng. Những cái tên lươn, trạch đã bắt đầu lộ diện. Thật quá khủng khiếp, danh sách bầy sầu tham nhũng liên quan đến ngân hàng, đất đai, chứng khoán, các dự án đầu tư công trong lĩnh vực giao thông, điện lực có giá trị lên đến hàng nghìn, hàng chục tỷ đồng bị khui ra ánh sáng, cứ ngày càng dài thêm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều đó cho thấy công cuộc đốt lò của người đứng đầu đảng ta thật sự cam go và quyết liệt, không thể vì những khó khăn nhất thời mà lùi bước, bởi mong muốn lớn nhất của toàn đảng, toàn dân là kẻ phạm tội phải bị pháp luật trừng trị, tài sản tham nhũng phải được thu hồi cho đất nước. 1. Vụ án Đinh La Thăng và đại án tập đoàn dầu khí Việt Nam gây thiệt hại cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Ông Thăng đã chỉ đạo cấp dưới tại PVN và ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng 6,6 triệu USD trên 1.312 tỷ đồng cho PVC để bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng 1.115 tỷ đồng sai mục đích, không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng. Phiên tòa phúc thẩm đã y án 13 năm tù đối với Đinh La Thăng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Đến tháng 6 năm 2018, ông Đinh La Thăng đã tiếp tục phải hầu tòa phúc thẩm liên quan đến vụ PVN góp vốn vào Ocean Park. Chủ tịch hội đồng quản trị thời điểm lúc đó là Hà Văn Thắm, sai quy định gây thiệt hại cho nhà nước 800 tỷ đồng. Đến tháng 2 năm 2020, ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố do sai phạm liên quan đến một dự án khác thuộc công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí, hậu quả của việc thực hiện dở dang dự án ethanol Phú Thọ dừng từ năm 2013 được xác định gây thiệt hại lớn cho nhà nước, chỉ tính riêng tiền lãi đã thiệt hại 540 tỷ đồng, tổng án tù phải lãnh là 30 năm. 2. Đại án đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng.
với sự bảo kê, tiếp tay của cựu Trung tướng Phan Văn Minh, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao. Trong 3 năm, đường dây đánh bạc qua mạng Internet đúc bóng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm đã phủ sóng nhiều tỉnh thành, lôi kéo hàng triệu người tham gia, thu lợi bất chính gần 10.000 tỷ đồng. Nguyên Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị phạt 9 năm tù, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù. Hai ông trùm đường dây đánh bạc Phan Xào Nam và Nguyễn Văn Dương nhận 5 và 10 năm tù cùng bị tịch thu hàng nghìn tỷ đồng. 3. Vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm. Phan Văn Anh Vũ thượng tá và chức vụ phó trưởng phòng thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Công an, biệt danh là Vũ Nhôm đã bị bắt tháng 12 năm 2017 và bị xét xử 9 năm tù giam với tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước, hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, phù phép đất công thành tư và cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, cùng 25 bị cáo trong vụ gây thiệt hại 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á. 4. Vụ án Phạm Công Danh và Ngân hàng Xây dựng. Phạm Công Danh bị kết 30 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong việc gửi tiền sang Sacombank cho vay, bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty, gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng khoảng 1.836 tỷ đồng, lập khống 29 công ty để vay ngân hàng 6.100 tỷ. Trầm B nguyên án 4 năm tù, Phan Thành Mai 30 năm tù, Phan Huy Khang 3 năm tù. 5. Đại án AVG. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Sơn là người chỉ đạo trực tiếp Mobifone mua AVG. Bị cáo Nguyễn Bắc Sơn có mối quan hệ định hướng Mobifone mua 95% cổ phần AVG trị giá 8.900 tỷ đồng, chỉ đạo trực tiếp việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư, dù biết Bộ Thông tin và Truyền thông không có chức năng thẩm định, nhận tiền hối lộ 3 triệu USD. 6. Đại án Việt Á nâng khống giá kit kết gây thiệt hại 400 tỷ đồng của nhà nước. Đây là một trong những đại án lớn nhất của Việt Nam, một vụ án hình sự điển hình về tham nhũng có hệ thống, đặc biệt nghiêm trọng về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại công ty Việt Á. CDC các tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và các đơn vị địa phương liên quan đã có 30 vụ án liên quan với 107 bị can tại 25 địa phương, đơn vị, trong đó 3 ủy viên Trung ương Đảng bị khởi tố, bị bắt giam, số tiền kê biên, phong tỏa. Các bị can nộp để khắc phục hậu quả đã lên đến 1.670 tỷ đồng. 7. Đại án chuyến bay giải cứu, thu tiền vé máy bay ăn trên xương máu của đồng bào hàng trăm tỷ. Lợi dụng chủ trương tốt đẹp, nhân văn của nhà nước, 57 người, trong đó có nhiều lãnh đạo, cán bộ nhà nước, bằng các thủ đoạn đã trục lợi cá nhân, ăn tiền trên những chuyến bay giải cứu đồng bào. Theo bản án, quá trình tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài do dịch Covid về nước từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022. 25 bị cáo là cựu quan chức, cán bộ ở nhiều bộ ngành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận hối lộ số tiền hơn 164 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Có 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã hối lộ hơn 226 tỷ đồng, có 4 cá nhân nuôi môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 24 tỷ đồng. Trong số này, Phạm Trung Kiên bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất với 253 lần với tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng. Vũ Anh Tuấn đã nhận hối lộ 49 lần với số tiền hơn 27 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ 32 lần với số tiền hơn 25 tỷ đồng. Số tiền hối lộ mỗi lần đều ở mức đặc biệt lớn, có lần lên đến hàng nghìn tỷ đồng, hàng trăm nghìn USD. Ngoài ra, phi vụ chạy án khủng khiếp này còn có sự tham gia của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trong các đại án Việt Á, chuyến bay giải cứu AIC và các vụ án kinh tế lớn ở một số bộ ngành và nhiều tỉnh thành, cả dàn lãnh đạo bị dính chàm. Liệu có phải nhóm lợi ích ngày càng nhiều? Và càng liều lĩnh thì càng bất chấp pháp luật. 8. Vụ án thao túng thị trường chứng khoán MLC, 50 bị cáo hầu tòa, hàng vạn người được triệu tập, thu lợi bất chính 723 tỷ. Ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo lập và khống hồ sơ góp vốn tại công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty, sử dụng danh nghĩa pháp nhân để mở 500 tài khoản, tăng vốn từ 1,5 lên 4.300 tỷ đồng nhằm tiến hành thao túng thị trường chứng khoán,
Sai phạm kéo dài trong năm 2014 đến 2016 khiến nhà đầu tư chứng khoán lầm tưởng rằng cổ phiếu Ross có giá trị thật. Từ đây, ông quyết bán 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng, khiến gần 100.000 người bị thiệt hại, nhà tan cửa nát. 9. Đại án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát. Tập đoàn xây dựng Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp, chia làm 4 nhóm chính, có quan hệ chặt chẽ với nhau, các công ty ma tại Việt Nam và mạng lưới công ty tại nước ngoài. Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan đã chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo hoàn toàn hoạt động của SCB, rút tiền SCB 1 triệu tỷ, gây thiệt hại 700.000 tỷ, chuyển tiền trái phép qua biên giới 4,5 triệu USD với 6 tấn hồ sơ. Chặn đường phòng chống tham nhũng trong suốt 10 năm qua, tuy đạt được những kết quả thuyết phục, nhưng đây vẫn là cuộc chiến cam go, luôn cần duy trì sức nóng. Muốn vậy, cần sự quyết liệt, bền bỉ của những người đốt lò. Song với những việc huy động tối đa sức mạnh, tai mắt nhân dân, biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, làm cho tệ nạn tham mô, lãng phí, quan liêu không có chỗ ẩn nấp. Sẽ có những nhà lãnh đạo kế thừa minh ngành, tiếp tục sự nghiệp đốt lò như bác Trọng đã từng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cuộc đời và sự nghiệp của bác Trọng? Mong đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những thông báo từ video mới nhất của chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!